Em Dương Ô Tô Thái Nguyên xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em. Hôm nay em sẽ xin phép lên sóng một cái mẫu xe đến từ Trung Quốc. Trước mặt các bác đây là chiếc Baixi Q7. Chiếc này được sản xuất năm 2018. Đăng ký lần đầu là 2019, bản full, biển tỉnh tư nhân, chạy 3 vạn km các bác nhé. Và trước khi đi vào chi tiết chiếc xe thì các bác vui lòng ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video và bấm vào hình quả chuông để được nhận thông báo khi em lên video mới nhất nhé. Mấy năm gần đây thì cái xe Trung Quốc ở thị trường Việt Nam thì cũng rất là thịnh hành. Những chiếc như là chiếc Joyti Z8 hay là những chiếc Baixi Q7 này thì chúng ta cũng không còn lạ lẫm gì nữa các bác nhé. Chiếc Baixi Q7 này trang bị động cơ là 1.5 turbo, hộp số tự động. Option của xe Trung Quốc thì có quá nhiều option rồi. Tí nữa em sẽ cho bác đi vào chi tiết những cái option trên xe nhé. Và chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 565 triệu. Bác nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì alo cho em theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở thành phố Thái Nguyên. Chiếc Baixi Q7 này nó là một chiếc SUV cầm cao 5 chỗ ngồi, đi thì rất là đầm chắc. Và cái form dáng của nó thì rất là đẹp, đầu xe và nhìn thân xe các thứ thì rất giống một chiếc Range Rover. Đây ạ, nói chung là nó rất là đẹp. Xe Trung Quốc thì nó cực kỳ là đẹp luôn, form dáng rất là đẹp, option trang bị nhiều và giá tiền thì cực kỳ là hợp lý. Đây là phần ngang xe này. Ngang xe này nhìn rất giống một chiếc Explorer. Nhìn nó rất là khỏe khoắn các bác nhé. Cái trụ nó được sơn cái màu đen này, trải dài từ trước ra sau, từ trụ A đến trụ C. Và đây là phía sau xe này. Em quay qua hoặc em sẽ đi vào chi tiết từng phần một nhá các bác nhá. Xe thì đã được tháo biển rút hồ sơ rồi. Biển gốc của chiếc xe này là biển 93. Xe thì rất là đẹp luôn, màu trắng. Dòng Baixi đi nó rất là đầm chắc các bác nhé. Nội thất rất là chắc chắn luôn. Đây là phần đầu xe. Cái lưới tản nhiệt thì nó làm nhìn cũng rất là đẹp, khá là bắt mắt. Nhìn nó không có một chút nào nhái với một chiếc xe nào các bác nhé. Nhìn cái phần đầu xe này thì cái form dáng của nó thì hơi giống một chút Range Rover thôi, chứ nó không có một chi tiết cụ thể nào giống nha các bác nhé. Cụm đèn thì được trang bị bóng đèn vi sinh nông và vẫn có một bóng đèn sợi đốt các bác nhé. Và chiếc xe này là chiếc xe bản full các bác nhé. Bản full thì nó có thêm những tính năng như là cam 360, hàng ghế thứ hai có trượt lên trượt xuống này, và có lọc không khí các thứ các bác nhé. Đời 2018 thì nó còn cực kỳ là mới, đăng ký 2019. Pha đèn thì còn rất là trong như mới luôn. Đây là cái giải đèn led định vị daylight nhé, giải đèn led định vị ban ngày đó. Và nó trang bị cả rửa đèn pha các bác nhé. Em nhớ không nhầm thì cái bản thiếu thì nó không có cái rửa đèn pha. Và phía trước thì cũng được trang bị cả mắt cảm biến va chạm này. Đây ạ, đây mắt cảm biến va chạm nhá. Và đây là đèn gầm này, bóng đèn halogen. Xe thì đẹp như mới luôn, từng chi tiết lưới tản nhiệt, những thanh mạ chrome này, nó uốn lượn theo nhìn rất là đẹp, rất là sáng các bác nhá. Và chính giữa đây là một mắt cam để phục vụ cho cái hệ thống cam 360 các bác nhá. Đây là một cái mắt cam trước để phục vụ cho cái cam 360.
phía trước trang bị hai mắt cảm biến va chạm, hai bên đều được trang bị rửa đèn pha đèn cực kỳ là đẹp rồi. Đây là phía đèn gầm này, nắp capo đây là chữ Discovery là chủ dán thêm các bác nhé. Ở đây nó theo xe thì nó trang bị hai cái ốp giả hút gió ở đây, nhìn cũng khá là bắt mắt. Sơn si thì rất là đẹp luôn. Đây tổng thành phần đầu xe các bác nhé, nó rất là bồ bĩnh luôn, nhìn rất là khỏe khoắn, cá tính. Phía thân xe thì trước tiên thì cho bác xem phần lốp của xe, mâm của xe. Lốp này là vẫn lốp nguyên bản theo xe các bác nhé, mâm đa chấu. Mâm này trang bị là mâm kích thước đâu nhỉ? Mâm này là mâm 18 inch các bác nhé. Bản lốp là 225 trên 55R18. Mâm đa chấu 18 inch. Mâm rất là to. Lốp theo xe chạy 3 vạn km mà còn rất là đẹp các bác nhé. Ta lùng các thứ vẫn còn này. Đây ạ. Đây các bác nhé. Ta lùng các thứ vẫn còn nguyên. Xe cực kỳ là đẹp. Xi nhan dạng LED tích hợp trên gương. Đây ạ. Xi nhan LED các bác nhé. Bóng LED. Đây là mắt camera. Cho hệ thống camera 360 quanh xe. Xe thì rất đẹp, đây cho bác xem cái phần hông xe này. Các cái thanh mạ chrome trên xe rất là sáng bóng các bác nhé. Nó là một chiếc xe mới, chạy lướt thì những chi tiết này còn rất là mới, rất là đẹp. Tay nắm mở cửa mạ chrome. Cái này khóa mở cửa thông minh các bác nhé, chỉ cần bấm mở đây thôi. Tí nữa thì em sẽ cho các bác đi xem phần nội thất nhá. Đóng cửa thì rất là chắc chắn luôn. Toàn bộ 4 tay nắm cửa đều là mạ chrome hết này. Nhìn nó rất là sang. Phanh đĩa 4 bánh ABS đầy đủ các bác nhá. Lát nữa thì em sẽ lên xem là xe này nó trang bị cho chúng ta là bao nhiêu túi khí nhá. Phần đây là phần đuôi xe. Xe được trang bị cho chúng ta cái giải đèn này, nó kéo dài từ hai bên với nhau. Cái đèn này thì chúng ta có thể độ liền với cái giải đèn này được các bác nhé. Cái này thì hoàn toàn không có bóng đèn bên trong. Về các bác có thể bỏ ra vài trăm nghìn để chúng ta độ cái giải đèn LED bên trong này nhé. Rất là đơn giản thôi. Đèn hậu rất là đẹp các bác nhé. Cái giải đèn nối dài này thì nó giống như chiếc VinFast đấy ạ. Phía sau xe được trang bị 4 mắt cảm biến lùi và camera lùi. Cam hoàn toàn là cam theo xe các bác nhé. Các thanh mạ chrome phía sau này nhìn rất là sáng, rất là đẹp nha các bác nhé. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Với giá tiền 565 triệu sở hữu ngay một chiếc SUV đời cao, phong dáng đẹp, option nhiều, rất là xứng với cái tầm tiền chúng ta bỏ ra các bác nhé. Chẳng qua là nó đến từ thương hiệu của Trung Quốc thì từ trước đến giờ thì người dân Việt Nam mình luôn kỳ thị với cái những đồ của Trung Quốc thôi, chứ còn đi cực kỳ là tốt các bác nhé. Trung Quốc mà hàng nội địa thì các bác có thể biết là nó tốt như thế nào. Còn chiếc xe này thì đẹp như mới rồi, không phải nghĩ. Chất lượng của xe thì em cam kết với các bác là không đâm vai tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ zin cả xe. Hộp số và động cơ là nguyên bản nhá. Giờ em sẽ đi vào cái phần nội thất cho các bác xem. Xe đăng kiểm còn rất là dài. Đến năm 2021, giữa năm 2021 các bác nhé. Qua 2 năm sử dụng và 3.000 km thì nó còn rất là mới. Đây là cái tab đi cửa này. Kính lái hoàn toàn là auto hết các bác nhé.
các bốn tổng nâng hạ kính này đều là auto nhé, một chạm. Các chi tiết da, các chi tiết da và chỉ khâu còn rất là nuột này, không có hiện tượng bị sờn hay là bị rách gì các bác nhé, rất là đẹp. Đây là nhôm phay xước, nhìn rất là đẹp luôn. Tay nắm mở cửa sáng bóng này. Nói chung một chiếc xe như mới, và giá tiền thì rẻ được rất là nhiều các bác nhé. Chiếc xe này lăn bánh bản full này nó cũng vào khoảng hơn 700 triệu một chút, và bên em bây giờ bán chỉ với giá là 565 triệu thôi, bao rút hồ sơ cho bác rồi. Đây cái bậc lên xuống này có chữ Challenger Q7 các bác nhé. Ghế điện, trang bị ghế điện. Con vào chú Long bóc cho. Ra bảo bố bóc cho, chú đang quay con. Xe được trang bị nội thất màu nâu. Ghế thì hoàn toàn là ghế chỉnh điện. Tất cả các ốc chốt cửa các thứ là còn mới tinh các bác nhé. Vô lăng hai chấu, tích hợp bàn phím. Option ở trên xe thì nó cực kỳ là nhiều. Đây vô lăng này, tích hợp các phím tăng giảm âm lượng, các phím điều hướng, đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói này. Đó, và cruise control, ga tự động các bác nhé. Xe trang bị là 2, 4, 6, 8 túi khí các bác nhé. Xe trang bị là 8 túi khí ạ. Xe có chống chân trượt này, đầy đủ hết nhá. Gương kính chỉnh điện, cụp điện. Màn hình rất là to, màn hình dạng Tesla, phím bấm dạng piano, điều hòa auto hai vùng độc lập, có xế ghế hai bên các bác nhé, có xế ghế á, có xế và làm mát ghế hai bên này. Đây là chế độ thể thao này, chế độ đi đường tuyết này, phanh tay điện tử các bác nhé, trang bị phanh tay điện tử này, xế ghế này. Sấy và làm mát nha các bác nhé. Đây là sấy và đây là làm mát nhé. Trang bị cho cả hai bên, ghế lái và ghế phụ. Và đây là cái những điều chỉnh tăng giảm âm lượng các thứ ở đây các bác nhé. Màn hình cảm ứng, giải trí đa phương tiện, tích hợp camera 360. Nội ngoại thất thì rất là mới luôn. Xe trang bị cả cửa sổ nóc toàn cảnh panorama. Đây ạ, trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cái gương này là gương chống chói tự động các bác nhé. Đây ạ, gương chống chói tự động nhé. Mọi chức năng option trên xe thì hoạt động chân tru hết nhé. Đèn auto và gạt mưa cũng trang bị là auto hết nhé. Đây ạ, hệ thống gạt mưa auto và đèn auto. Đây ạ, đèn auto các bác nhé. Xe trang bị 8 túi khí, phanh ABS đầy đủ hết. Và chiếc xe này đặc biệt là nó có ở phần cốp nó có sẵn những cái ô chờ để chúng ta lắp thêm ghế các bác nhé. Có thể độ lên 7 ghế, 7 chỗ ngồi được. Đây là hàng ghế phía sau này. Bản full thì nó có thêm cái trượt lên trượt xuống của hàng ghế này. Đây ạ, có cái thanh kéo ở đây các bác nhé. Đây, có thêm cái thanh kéo trượt lên trượt xuống ở đây nhá. Bản thiếu thì nó không có cái đấy các bác nhé. Cửa sổ nóc đây, nói chung là xe thì như mới rồi. Em sẽ lấy cái chìa khóa, hai chìa theo xe đây các bác nhé. Đây ạ, đây là hai chìa khóa theo xe này. Đây nhá các bác nhá, hai chìa theo xe. Em sẽ ra sau xem là cái xe này có đá cốp không các bác nhá. Cho các bác xem phần cốp luôn. À có đá cốp các bác nhá. Trang bị cả đá cốp nhá. Tất nhiên là cái cốp này có thống kẹt luôn. Đây ạ, em thử luôn nhá. Em thử luôn xem là có trúng kẹt không. Có trúng kẹt các bác nhá. Đá cốp, cốp điện chúng ta có thể bấm đây được. Có rất là nhiều cách mở cốp.
hoặc là chúng ta bấm trên chìa khóa nhé. Và cốp này hoàn toàn là cốp chống kẹt nha các bác nhé. Đây, em bấm vào chìa khóa. Đó. Option thì rất là hiện đại, nó trang bị cho những chiếc xe Hàn và xe Nhật thì nó phải trên 2 tỷ. Tiền tỷ thì mới trang bị những cái option này các bác nhé, nhưng mà riêng xe Trung Quốc thì nó đã trang bị rồi. Đây là cái hàng phía cốp này. Đây phía cốp. Đây các bác có thể quan sát là nó để sẵn những khay chờ này. Và dưới này thì nó để lật những cái này lên. Đây ạ. Nó để chờ sẵn những cái chỗ để chúng ta lắp ghế nhá. Cho hàng ghế thứ 3. Chúng ta có thể độ lên xe 7 chỗ. Và chiếc xe này sử dụng động cơ là 1.5 turbo. Tiêu hao nhiên liệu thì cực kỳ là hợp lý nhá các bác nhá. Rất là hợp lý luôn. Cốp khoang đựng chứa đồ chúng ta thì rất là rộng. Rất là rộng rãi. Rất tiếc là nó không trang bị cho chúng ta cái cửa gió điều hòa phía sau. Nhưng mà cái cửa gió điều hòa phía sau này thì chúng ta có thể độ các bác nhé. Giờ thì rất là nhiều các gara ô tô có thể độ được cái cửa gió phía sau rồi. Đây là cái kéo ghế trượt lên trượt xuống này các bác này. Hiện tại thì nó đang vướng cái gì đấy, nó đang bị kẹt. Đây rồi. Đấy, em kéo cho bằng cái hàng ghế bên kia. Bản thiếu thì hoàn toàn không có cái đấy các bác nhé. Bản thiếu thì không có. Ghế rất đẹp này. Đây, không có một vết nhăn nào các bác nhé. Da ghế rất là căng, rất là phẳng luôn. Không bị nhăn nhầu gì. Xe thì cam kết với các bác là không đâm va tai nạn, không ngập nước nhá. Keo chỉ zin cả xe. Động cơ và hộp số là nguyên bản. Vừa rồi thì em cũng đã đi chi tiết những option và những trang bị của xe rồi. Nội ngoại thất rồi. Bác nào mà có nhu cầu mua thì vui lòng alo cho em theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở thành phố Thái Nguyên. Các bác là lần đầu tiên xem video của em thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video và bấm vào hình quả chuông để được nhận thông báo khi em lên video mới nhất nhé. Giờ thì em cũng xin phép kết thúc video của chiếc Bicycle Q7 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.